Rồi, đây là thư nhận quyền mà chị Hiền cũng đã hỗ trợ cho em. Hôm nay trân trọng hơn, có tên và trao tại văn phòng công ty. Đầu tiên về vấn đề học tại Thành Đàn Group thì trước đây thì em học ở trên trường nhưng mà kiến thức nó khá là mông lung với lại nó chưa có rõ ràng. Thì sau khi học tại Thành Đàn Group thì em cảm thấy là em có định hướng rõ ràng hơn đến với cái công việc. Và sau khi mà học tại Thành Đàn Group thì em cảm thấy là mình muốn học hỏi thêm về cái việc mà mình làm sale. Và sau đó thì có thể là cơ hội nó đến với em là em được nhận thư mời học việc tại công ty. Em cảm thấy là khá là phấn khích. Đầu tiên thì em cũng xin gửi một lời cảm ơn đến quý thầy cô ở Thành Đạt Group cũng như là các anh chị ở công ty Vision Trend. Thì thông qua sau cái quá trình mà học tập ở Thành Đạt cũng như là 2 tháng thực tập ở Vision Trend ấy, thì em cảm thấy là bản thân em học hỏi thêm được nhiều kiến thức và em có cơ hội để được tiếp xúc với cái công việc thực tế, và đó là một cái việc mà ở trên trường em chưa được học. Thì em thông qua khóa học này thì em cảm thấy là nó rất là bổ ích, và em cũng mong muốn là được tìm hiểu thêm, có cơ hội được tìm hiểu thêm về cái công việc sale. Thì khi mà nhận được thư mời nhận việc của công ty thì em cảm thấy rất là vui. Và ngày hôm nay em đến đây thì mặc dù là chỉ mới ở công ty khoảng 1 tiếng thôi, nhưng mà em cảm thấy là cái môi trường làm việc ở công ty rất là ổn, rất là tốt, các anh chị cũng rất là thân thiện. Thì em hy vọng là trong thời gian sắp tới thì sẽ làm việc tốt. Cảm ơn ạ.